Xin chào anh em, xin chào mọi người. Thì tiếp tục chào mọi người đến với kênh YouTube của bên Kim Bảo Audio. Hôm nay thì là một video mà thì như tiêu đề mọi người thấy rồi, một video hàng giảm giá hàng hoàn cho mọi người. Thì vừa qua là tháng 7 thì mình đi được cái khá khá đơn ha, thì đồng nghĩa với việc đó thì tỷ lệ thuận mà đi được càng nhiều đơn thì hoàn hoàn càng nhiều ha. Thì hôm nay mình có 1 2 3 4 5 5 đơn hàng hoàn. Bây giờ mình lên cái video này. Hàng hoàn này thì mình sẽ giảm giá cho mọi người. Thì thay vì mọi người mua một con hàng mới, hàng gốc thì giá sẽ cao hơn, mọi người mua hàng hoàn thì giá sẽ rẻ hơn một tí. Thì hàng hoàn này thì nó không bị vấn đề gì ha. Thì mình kiểm tra và test cho mọi người rồi. Thì nó chỉ có sáu hình thức bên ngoài là cái vỏ hộp nè, nó bị rách nè. Còn hình thức máy bên trong thì mình đều bọc nè, đều có bọc hết nè ha. Thì nó đều toàn mới cho mọi người. Thì mình xin phép ha. Thì trước khi vào video ấy, thì mọi người nên đăng ký kênh mình để có thể nhận được những video mới nhất. Ví dụ video mới này nè thì mọi người mà đăng ký á, khi mình up video lên là mọi người thấy luôn, thì mọi người xem và ưng con nào thì cứ liên hệ bên mình. Tại vì một số anh em mà chưa đăng ký á thì nhiều video mà mình có những video mà mình thanh lý á mà nó trôi đi cả tháng rồi, hơn cả tháng rồi, và anh em mới nhắn tin hỏi là con đó còn hay không. Thì tất nhiên hơn một tháng hay là chậm 3 ngày 5 ngày thì hàng đó đã bán liền rồi, chứ không còn đợi anh em tới một tháng đâu. Thì đó là quyền lợi của anh em ha. Thì đăng ký còn không mất mát gì hết, đăng ký để có thể nhận được những video mới nhất từ bên mình thôi. Rồi đó, thì mình lưu ý anh em cái đó. Thì đầu tiên ha, thì mình sẽ nói về cái con nâng tiếng DAC5S này. Đây, chính hãng nha. Đó, con DAC5S này giá bán hiện tại con này là 2,3 triệu con này. Con máy nâng tiếng này thì có optical, có cổng quang luôn cho mọi người nha. Thì giá hãng là 2,3 triệu. Thì hôm nay con này hàng hoàn. Đây, thì cái bọc của hàng hoàn đây ha, nó còn bọc hoàn hoàn nè. Đó, thì mình sẽ giảm giá cho mọi người. Con này hiện tại thì còn 2 triệu. Tất nhiên mua giá mới chắc chắn sẽ có 2,3 triệu rồi, thì con này giảm cho mọi người còn 2 triệu. Thì mình lưu ý cái máy nâng tiếng nha, anh em sử dụng máy nâng tiếng á thì cân chỉnh hai nút này là nghe rõ nhất nè, bass chép ha, hai nút này bass chép là rõ nhất. Còn cái nút tune với reception, hai nút này anh em phải nghe kỹ một tí, nó thiệt luôn là anh em phải nghe kỹ một tí nó mới nghe được chất âm của hai con này. Còn chính xác thì anh em nghe nút bass và nút mid, nút hai giúp mình nè, low mid và high mid. Nhiều anh em như con này, anh em mua về thì anh em hỏi ủa tại sao hai con này không có tác dụng hả, cứ nhích vậy nè mà kêu không có tác dụng. Thì anh em phải tăng giảm nhất nè, hoặc là tăng mạnh nhất nè. Con này sẽ có xê dịch một tí cho cái thể loại nhạc của anh em, là nó cắt 1 kHz hoặc là 8 kHz nha, nó chế độ là classic hoặc là pop. Thì đó, cái này hai đốt này thì mình thường khuyên anh em thì có để tầm khoảng 50% ở giữa giúp mình. Còn bass chép thì anh em có thể tự tăng giảm này thôi. Chứ hai đúc này thì anh em phải nghe kỹ, mình nói rất là nhiều rồi, mà anh em nhận hàng mà anh em trách mình là hai đúc này không có tác dụng thì bên mình không có chịu. Nói thẳng luôn là hãng nào nó cũng vậy thôi, chứ phải là riêng cái DB này. Hai đúc này thì phải nghe kỹ một tí mới được, ngay cả Idol, CB hoặc là tất cả hàng khác như Net, Acoustic nha. Rồi, nó sơ vấn đề đó thôi. Thì con này hiện tại thanh lý cho mọi người là 2 triệu, con này giảm giá chứ phải thanh lý nữa, hàng vẫn bảo hành cho mọi người mà, yên tâm. Con này vẫn bảo hành. Rồi tiếp theo thì mình xoay theo vòng luôn ha. Đây, như con này. Con này thì con này là con chống hú, thì bên mình gửi hàng cho khách. Đây, thu hộ là 1 triệu 9 nè. Đó, 1 triệu 9. Đúng là 2 triệu mà anh khách đã lấy có cặp dây thôi thì 1 triệu 9. Thì mình thanh lý cho mọi người con này không có dây. Đây, giá ha, 1 triệu 9 nè. Con chống hú 1 triệu 9. Thì con này vẫn bảo hành cho mọi người nha. Hàng bên mình thì hàng giảm giá này thì lúc nào cũng phải bảo hành cho mọi người. Đây, mọi người có thể xem cái hình thức vỏ hộp này nó bị rách nè. Chứ không có gì hết, vẫn còn bảo hành cho mọi người. Cái bên sản phẩm bên trong mình gói lại thì nó hoàn toàn mới, không có chạy xước đâu. Đó, đây, cái này là đầu tháng 8 nè, đầu tháng 8 luôn, nó bị hoàn về. Và con này con thanh lý cho mọi người là 1,5 triệu. Con này giá máy không thôi ha, 2.0 lết, 1,5 triệu nha giá máy. Đây, như con này thì mọi người xem tháng 7 nè, bây giờ đầu tháng 8 đó, đi hoàng về. Thì con này là nét nâng tiếng DAC5S 2 triệu, con này là 1,5 triệu nha. Rồi, thì con vang của DB, con này cũng bị hoàng về. Thì giá của hãng mình đang bán hiện tại là 2,9 triệu nha. Đây, DB KM330 Pro 2,9 triệu cho mọi người. Thì đây, từ tháng 1 đầu tháng 8 nè, 1 tháng 8 nè, hôm nay bị là ngày hôm nay ngày 8 tháng 8 thì bị hoàn về. Thì mình giảm giá mọi người, con này là 2,7 triệu.
nha, thì vẫn bảo hành cho mọi người nên mọi người yên tâm. Mấy hàng bên mình thì con nào cũng phải bảo hành hết, hàng Hoàng thì bên mình vẫn bảo hành. Đây vì Hoàng về mất cái những cái này không biết có cái bọc không mà không nhớ nữa, nhớ là có cái bọc rồi. Có thiếu gì không ta? Có đăng ten nè, và bị Hoàng về thì mất cái tu vít. Đây anh kiểm hàng sao bị Hoàng về mất cái tu vít rồi nha. Rồi có đăng ten nhưng mà không có tu vít. Con này đúng là có một tu vít cắm vô cái bên hông này nè, cái vỏ hộp này rách này thấy không, bị Hoàng về rồi. 2,7 triệu cho mọi người. Con này mất cái tu vít rồi nha. Rồi con này màu đen KM330 Pro. Đây con này thì đầu tháng 8 này mọi người xem. Đây tháng 8 này, thấy không? Tháng 8 2022. Đó. Mình lấy của hãng là tháng 7. Là tháng 8 bán cho khách. Đó. Rồi. Con này là 2,7 triệu. Không có tu vít nha, có ăn tay không có tu vít. Rồi một cái con đây mình thu hộ của khách rồi. Đây 2,9 triệu. Mình che cái tên khách lại ha. Rồi. 2,9 triệu. Thì con này nữa, con này là con micro. Đây micro. 1,8 triệu. Micro con này 1,8 triệu thì mình giảm cho mọi người 200.000, còn 1,6 triệu. Đây. Này không? Suo UX10 1,8 triệu. Bán từ 27/7, rồi 28/7. Rồi con này thì giảm cho mọi người còn 1,6 triệu ha. Đầy đủ phụ kiện ha. Cái nguồn thì mình lấy lên kia mình test rồi. Cái test. Đây mình lấy mới lấy test nè, vẫn còn pin cho mọi người nè. Đây pin còn nguyên luôn, chưa khui luôn. Mới lấy test sơ sơ. Rồi có chống lăng nè. Có 6 ly nè, có bát bắt tủ nè. Hai anten nè. Rồi con này 1,8 triệu. Rồi và một cái con mình đang giảm giá cho mọi người. Là cái con quản lý nguồn 1 triệu. Con này quản lý nguồn có cầu chì ở đây luôn, công tắc ở đây luôn ha. 1 triệu con này là 8 cổng mặt sau và 1 cổng mặt trước luôn luôn có điện. Đây con này sử dụng gia đình cũng được, kích thước là 1.5 U nha, gia đình cũng được, nhạc sử dụng vẫn được không sao, thoải mái. Và cái con cuối cùng thì con này thực chất thì nó bị lỗi cái bluetooth, cái giấy của mình đâu ta, ở đây lỗi cái bluetooth. Mọi người chờ mình lưỡi bảo hành quá cho khách luôn, cái gửi về cho mình cái mình đi đổi con khác cho khách. Đây con này thì 1,350 triệu nha, con này 1,350 triệu. Đó hàng Hoàng về thì giảm luôn cho mọi người con này là 800.000 ha, 800.000. con này coi như là, nhưng mà nó có cổng quang, nó có dây AV đàng hoàng, nó có phía sau nó có mặt cổng quang ấy. Mọi người đợi mình một tí. Đây mình, nếu như mọi người không sử dụng bluetooth thì mọi người từ TV xuống hay sử dụng cổng quang ha, hoặc là jack AV, nó chỉ lỗi bluetooth thôi. Bluetooth con này thì sử dụng tầm 10 phút là tự nó ngắt nha, tầm 10 phút là tự nó ngắt con bluetooth này, nên mình thanh lý cho mọi người luôn. Coi như con này là một con vang Nexo FX50. Đây con vang Nexo, con vang Nexo FX50 thì coi như con này không có bluetooth đi thì mọi người mua về mọi người sử dụng dây AV hoặc là dây cổng quang đều được. Nó chỉ hơi bất tiện tí là mọi người cầm điện thoại nó phải ở gần thôi, còn mọi người muốn cầm đi xa thì mọi người phải có dây dài, nó có cổng USB luôn. Thì cái cổng USB này có lẽ mọi người sẽ sử dụng được cho cái USB bluetooth ha, thì mọi người cứ thử. Rồi con này thì 800.000 con này. Rồi thì một video ngắn nói về cái, ngắn thì không ngắn nữa, chắc cũng tầm 90 phút rồi đó. Thì con nâng tiếng DAC 2 triệu ha, giá hàng nó là 1,3 triệu, giá anh em bán 2,3 triệu đó. Con này là 1,5 triệu chống hố 2.0 led. Rồi con vang DAC, lộn, con vang DB luôn là 330 Pro 2,7 triệu, còn một con thôi. Con Mirosur UX10 hay là mã 1,8 triệu cho khách, nhưng mà hiện tại đang giảm cho mọi người là 1,6 triệu. Vậy con này coi như là con vang cơ không có bluetooth nha, 800.000. Rồi anh em cần thì cứ liên hệ bên mình qua số điện thoại trên màn hình ha, 0979778678 hoặc 0909675540 hay số thoại để có Zalo cả. Anh em có thể kết bạn Zalo, cần thêm hình ảnh gì thì cứ bên mình báo cho. Rồi anh em mà đang xem thì cho mình một like ha, một đăng ký kênh. Thì đầu video mình có nói đó, thì anh em đăng ký kênh thì nhận được những video khi mà mình up lên thì anh em sẽ xem được đầu tiên, và ưng con nào gọi trước bên mình thì bên mình sẽ gửi hàng luôn. Và anh em nào mà chưa đăng ký thì có thể xem sau, thì sẽ hơi chậm một tí, nhiều khi con đó mua, anh em muốn mua mà có khách khác mua rồi thì anh em thông cảm nha. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi video từ bên mình, bên Kim Bảo Audio, và xin chào, hẹn gặp lại mọi người.